Bản tin 24 giờ xin chân thành cảm ơn quý vị và khán giả đã theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng như quốc tế. Tình hình mưa lũ đang rất nóng hiện nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những điểm tin chính mà chúng tôi vừa cập nhật. Tin buồn cho Trung Quốc, sóng thần cao tới 49m dữ dội cuồn cuộn, cuốn trôi rất nhiều nhà cửa xe cộ xuống sông Trường Giang. Tuy nhiên, một số tỉnh thành phía Bắc của Việt Nam không bị ảnh hưởng gì, chỉ có một vài cơn mưa nhỏ xuất hiện làm xanh tốt cây trái hoa màu mà thôi. Còn Trung Quốc thì bị tàn phá nặng nề thê thảm nhất trong vòng 100 năm vừa qua, khiến cho giới chức của Bắc Kinh vô cùng lo lắng. Thưa quý vị, theo tờ báo quốc tế cho biết, bước sang ngày thứ 42, đại họa thảm khốc tiếp tục tàn phá nước Trung Quốc khi hôm qua vào lúc 16 giờ 10 phút 46 giây, hai trận sóng thần siêu cấp dữ dội dồn dập đánh sập một con đập cỡ lớn chắn ngang một con đê thuộc nhánh sông Dương Tử, làm cho nước lũ dâng cao mạnh lên tới gần 9m. Những cột sóng dữ dội của nó ngang ngửa với những ngôi nhà 6 tầng khiến cho toàn bộ tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc ngập chìm trong biển nước. Theo truyền thông của tỉnh Chiết Giang cho biết, thiệt hại của cơn sóng thần kép ngày hôm qua đã gây nặng nề cho tỉnh này và một số tỉnh lân cận. Và theo Trung tâm Phòng chống lũ lụt Trung ương Trung Quốc cho biết, dù sóng thần chỉ xuất hiện trong khoảng 30 phút, nhưng những nơi nó đi qua đều biến thành đống đổ nát, tro bụi. Có ít nhất 1.798 chiếc xe ô tô bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi ra sông Trường Giang, hàng ngàn ngôi nhà bị đổ sụp, đường xá cầu cống hầu như bị tan hoang. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, tỉnh Chiết Giang là một trong những tỉnh thành sầm uất và hiện đại bậc nhất của Trung Quốc, nhưng bây giờ nó đã biến thành một hòn đảo hoang. Trận sóng thần siêu cấp ngày hôm qua đã khiến cho chính phủ Trung Quốc vô cùng bối rối, nhưng họ không biết phải làm sao trước sự nổi dậy của mẹ thiên nhiên, của đất và của trời. Nhiều ý kiến cho rằng Đức Chúa Trời đang ra tay trừng trị Trung Quốc, trừng phạt chính quyền ông Tập Cận Bình để cô lập Bắc Kinh thay cho thế giới, bởi vì những năm tháng vừa qua, giới chức của Trung Quốc đã gây rất nhiều đau thương cho thế giới. Có thể kể đến, trong nước, Trung Quốc đang hứng chịu những trận đòn đau của mẹ thiên nhiên, nhưng chính quyền của ông Tập vẫn đem hải quân của Trung Quốc mang theo rất nhiều vũ khí hạng nặng và vũ khí sát thương tiến ra ngoài Biển Đông để bắn đạn thật nhằm uy hiếp các nước trong khu vực. Trung Quốc còn đem con virus Vũ Hán đi lây lan cho tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn hành tinh này. Đến bây giờ, trên thế giới đã có tổng cộng 458 triệu người nhiễm COVID-19 và hơn 6 triệu người đã tử vong, một con số được cho là rất cao. Tốc độ của Trung Quốc là không thể dung tha và chấp nhận được. Hiện, Mỹ, Brazil, Ấn Độ và Nga là một trong 4 nước đứng đầu trên thế giới về số người nhiễm COVID-19 và số người tử vong. Trung Quốc còn đem binh lính của Bắc Kinh đi xâm chiếm dãy núi Himalaya, một trong những dãy núi nổi tiếng của Ấn Độ, làm thiệt mạng 20 binh lính của nước này, khiến cho hơn 1 tỷ người dân Ấn Độ vô cùng căm phẫn. Phía Ấn Độ, họ còn đốt hình nộm của ông Tập Cận Bình ở rất nhiều nơi ở New Delhi, khiến cho cuộc đối độ căng thẳng vẫn tiếp tục gia tăng. Trung Quốc không lo cho người dân khi lũ lụt hạn hán xảy ra, bởi vì chính quyền của ông Tập đang bận rộn cho cuộc chiến đi xâm chiếm lãnh thổ lãnh hải của các nước trong khu vực. Thưa quý vị, theo các nhà phân tích cho biết, bây giờ chỉ còn một cách để cứu Trung Quốc trước thảm họa thiên nhiên đó là người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập nên ngồi suy nghĩ lại những việc làm sai trái của mình trong thời gian vừa qua. Để cầu nguyện sám hối, hối cải, người đứng đầu chính phủ Trung Quốc, ông Tập bây giờ phải làm điều thiện. Chứ trong nước thì lũ lụt, động đất, sóng thần, người dân thì sống trong cảnh màn trời chiếu đất, sống trong cảnh lầm than, lương thực và thuốc men đều cạn kiệt. Nhưng người được coi là chèo lái con đầu lại bỏ mặc không lo cho họ. Ông Tập được cho là chỉ nhăm nhe đi gây gổ, gây hấn, bắt nạp, hỏi rằng có trời đất nào chịu được điều đó hay không. Chính vì thế, nếu để Trung Quốc được yên thân, sống trong hòa bình và ổn định thì tốt nhất, chính phủ Trung Quốc không nên đi làm những điều phi lý, không đi gây gổ đánh nhau. Đặc biệt, chính quyền của ông Tập Cận Bình không nên trà đạp các nước trong khu vực, và cũng chỉ như vậy, ông trời mới không nổi giận trừng phạt Trung Quốc. Và chỉ như vậy, Đức Chúa Trời mới tha tội cho Bắc Kinh. Còn nếu như Trung Quốc vẫn tiếp tục là mối nguy hiểm cho thế giới, thì những hiểm họa khôn lường tiếp tục xảy ra đối với Bắc Kinh. Khi đó, không chỉ những con đê bị vỡ, những trận lũ lụt, lũ quét, sóng thần, động đất bủa vây, mà ngay cả con đập Tam Hiệp hay quảng trường Thiên An Môn của Trung Quốc cũng sẽ khả năng bị bắn vỡ. Và khi đó, Trung Quốc sẽ bị xóa sổ khỏi bản đồ thế giới. Chính quyền của ông Tập Cận Bình chắc chắn sẽ bị tàn lụi. Thưa quý vị, truyền thông của Trung Quốc ghi nhận từ đầu tháng 7 tới bây giờ, trải qua hơn một tháng phía Trung Quốc đang phải hứng chịu liên tiếp những trận mưa lớn, động đất, sóng thần, sạt lở, vỡ đê kéo dài. Điều này được cho là rất bất thường trong lịch sử hàng nghìn năm của Trung Quốc.
gây thiệt hại nặng nề về con người và của cải. Dự báo trong những ngày tiếp theo, nhiều tỉnh thành của Trung Quốc vẫn hứng chịu sự nổi dậy trừng phạt của thiên nhiên, của đất và của trời. Tuy nhiên, chính quyền của ông Tập tuyên bố sẽ phát minh ra một thứ chống lại được thiên nhiên, đó là cho xây dựng liên tiếp 13 con đập nằm trên một con sông lớn của phía Trung Quốc để ngăn chặn lũ lụt. Theo một nguồn tin tiết lộ rằng, hiện giới chức cao tầng của nước này đang cho nghiên cứu và lên kế hoạch xây dựng cũng như triển khai nhanh dự án nói trên. Và nếu như điều này thành hiện thực thì nguồn nước tại con sông Mekong chảy qua 6 nước là Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia, trong đó có Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề. Đây là một điều cực kỳ nguy hiểm, bởi nếu như vậy nó sẽ phá vỡ hệ sinh thái tự nhiên. Tuy nhiên, chính quyền của ông Tập vẫn bất chấp tất cả, kể cả sự chỉ trích lên tiếng của tổ chức sông ngòi thế giới để thực hiện cho bằng được những cái âm mưu thủ đoạn của mình. Cái này giống như việc khi Trung Quốc tiến hành xây dựng con đập Tam Hiệp thời ông Mao Trạch Đông và ông Giang Trạch Dân. Chính phủ của Trung Quốc cũng không nghe theo lời khuyên của các chuyên gia thủy lợi hàng đầu thế giới. Họ đã bất chấp tất cả để xây dựng bằng được con đập Tam Hiệp, để bây giờ lũ lụt, động đất, sóng thần xảy ra. Chỉ có người dân vô thường của họ phải gánh chịu hậu quả, chứ giới chức của ông Tập vẫn đang ung dung tự tại đi xâm chiếm Biển Đông và lãnh thổ của các nước khác. Thưa quý vị, các nhà quan sát cho biết, mặc dù trong nước của Trung Quốc đang hứng chịu những đòn đau thấu xương của mẹ thiên nhiên, của đất, của trời, nhưng hải quân của Trung Quốc vẫn được cho là mang rất nhiều tên lửa ra Biển Đông để quần nhau đối đầu với một số tàu chiến của Mỹ ở khu vực quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Khi Trung Quốc ngang ngược dám tuyên bố rằng vùng biển này hoàn toàn là của Trung Quốc, Bắc Kinh lập luận rằng lịch sử 3.000 năm về trước đã minh chứng cho điều này, nay có đường lưỡi bò cũng đã nói lên tất cả. Vâng thưa quý vị, Trung Quốc là thế đó, họ muốn tiến lên làm bá chủ thế giới theo đúng tham vọng và ý định của người đứng đầu ông Tập Cận Bình. Nhưng cái cách đi của họ không được thuận lòng dân và không được bạn bè quốc tế tôn trọng. Chính vì điều đó, khi sóng thần, động đất, bão tố xảy ra, không có một nước nào trên thế giới giang tay ủng hộ và giúp đỡ Trung Quốc. Nhưng may thay, chính quyền của ông Tập trên thế giới vẫn còn một nước duy nhất ủng hộ Bắc Kinh, đó là chính quyền ông Hun Sen. Được biết, để làm điều này, chính quyền ông Hun Sen đã bí mật đi đêm bắt tay với phía Trung Quốc hòng khống chế khu vực Đông Nam Á. Bằng chứng trên đã được một tờ báo nổi tiếng của Mỹ mang tên CNN tiết lộ rằng chính quyền ông Tập Cận Bình mới đây đã quyết định tài trợ cho chính phủ ông Hun Sen của Campuchia số tiền cực kỳ khổng lồ để chính quyền ông ta có cơ hội cải tổ, phát triển đất nước, đầu tư vào lĩnh vực quân sự. Đổi lại, một vài vị trí đất đẹp nhất của đất nước Chùa Tháp sẽ hoàn toàn thuộc về Trung Quốc. Khi đó, người Trung Quốc đại lục sẽ tràn sang Campuchia để sinh sống và Trung Quốc với Campuchia sẽ là một, hãng CNN của Mỹ cho biết. Chính quyền ông Thủ tướng Hun Sen của Campuchia có một cái tham vọng giống y hệt với Trung Quốc là muốn đưa đất nước Campuchia làm bá chủ khu vực Đông Nam Á. Đấy là một trong những lý do vì sao mà trong suốt thời gian vừa qua, ông Hun Sen rất thân cận với ông Tập Cận Bình. Trong khi bão lũ xảy ra ở Bắc Kinh, Campuchia đã tài trợ cho Trung Quốc 20.000 tấn gạo và mì tôm. Điều này cho thấy rằng Trung Quốc và Campuchia rất thân nhau. Tờ Tân Hoa Xã đã đưa tin, Thủ tướng Campuchia ông Hun Sen và Đại sứ Trung Quốc Phnom Penh đã chủ trì lễ động thổ khu phức hợp quân sự với sự tham gia của 6.000 người. Ông Hun Sen bày tỏ lòng biết ơn tới chính phủ của ông Tập Cận Bình và sẽ nguyện cống hiến hết mình cho phía Trung Quốc. Đây là một trong những lý do vì sao mà lũ lụt hạn hán ở phía Trung Quốc không có một nước nào trên thế giới ra tay hỗ trợ, nhưng Campuchia lại hết lòng vì phía Trung Quốc. Người ta cho rằng ông Hun Sen chính là tay sai đắc lực của ông Tập Cận Bình. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới mỗi video để chúng tôi kịp thời giải đáp. Còn bây giờ, kính chào và hẹn gặp lại. Những điểm tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.